mấy ngày nhân cho bác xem nè. Búi thịt trăng ạ. Vâng. Có bị nghiệm. Vâng. Hát đi bác ảnh, hát lớn. Hát lớn đi. Hát lớn. Hôm nay đóng hồi mà nộp mà phong. Hôm nay về là gặp ủn lễ ngà mương em mắng ngà ủa lũng dùa ủn na hôi. Hát tiếp đi, hát đi anh. Ngỏ thế là mẹ ngà về là bùi cho hồi à mà cho phương em à ni xin à hồ trục hồi à phương đôi à cầu rồi nền à un ơi em à trục à cho hồi à bài à chim à luồn luồn tiền na bồ đờ ma đi lệnh na nịnh nó hôm à nay à vén cầm à uốn na tinh nhà cho em kết na bàn về uốn bên kết na quen na nành nó hơi uốn na hơi lên xiang à lên à lôi đi đằng hôi đưa mình đi đằng hôi chạy có cho con hai bạc với cho hay là uốn nó hơi ừ cha vợ ôm có vào đấy ừ đi đằng hôi nhưng thôi về thế à lá lên á chiang à lên á lôi chờ cho em à hụt em á mới má thương đã ủng nó em hồn à đi măng à hồ mà lát lo nhưng mà à kẻ mất hiếng đưa là má nó thân à là giỏi ngà ơi hồn à thoáng má cứ hạt lá lo có em mận à un hạ cung vượt qua đôi hồi un hôm mà qua un nhon an lời mới vì là đi mà đón hồi un rơi má cà pê ngà hải ngà hơi ngà mê như thế à un na răng à em y nhận à ăn à lùi mới à hôm qua rồi nên un hơi về là đi đón hồi đỡ trang ủn mà cặp mà lại trang đỡ kết quyền ơi hãy nga ơi cảm ơn ủn nói thật lòng hôm nay về là đỡ hồi
nộp phương gấp mình rồi nên nó mọi khi mà rong khờ rong khi cho em mở nấu ngày ni mê em gặp nhau à giờ em à ơi cảm ơn mà lối nói mà chẳng chào có em có un mệnh thì nên chuẩn rồi nên un này cặp mà ê nga ơ chốn nơi đi được un mà kết mà un thì mà hỏi thăm mà cũng hãy nga ê nga mình hào à kết đã tình đời em kết đã bạn bè ùn mình đưa lá quen rồi nên nó hơi chờ ùn à ni má cũng hào à kết hết tình à chỉ lo em đã có gia đình mà đã em mà rồi em à buồn à thương em thật hỏi à to mẹ em chưa có bàn nó xuống em đã nên buồn thôi em à ơi nói à thật mà chẳng chàng cho ùn kết bàn bây chàng mà ngày này cũng ngày em à mình nói thật hội tình ùn xuồng ùn vẫn là ùn mình cho em đã nên nó hà ùn à đi muốn kết nơ bàn là tiếng những ùn à vừa sâu vừa khá là hòn à ơi à ơi tròn à un thì bữa sâu bữa khá chào trái lưng phấn mà hát na hơ dùng chờ mà chị em mà cũng ngày nga khi à đi à em ngoài à mẹ khá có ngày xuống em nga lê đờ mà la dù rồi nên un thôi chẳng mát nà ơ có thật nà như em ở răng đờ un kết nà ơ bàn cùng chàng mát lăm năm mà cùng dò em à mình mưu vân tận tha ùn xuồng em vẫn lệ mà lá dù rồi nên ùn thôi những ùn lá con cả hê mà nhà nghèo tiểu cơm à bạn à hồi em chàng má chê chẳng à ơi giờ em à ơi nhà em ý vần à nghèo
cơm nụ cú phơ suốt đời nhà anh rồi nên un hơi quan hạ un thì quan rệt mà là lan quan can áo nụ chuột đời mang cây ơi nga trôi quấn rệt cả un can quần lan áo át lăng quần dẫm mà un phải lò ra này un thì em thương lệ mà un công được un hai chung ở xóm chung đồn má là anh cô ngày khi đi mê đà bảo rằng ngày xuống con lì ngày vắng em yêu rồi nên un thôi nếu bố mẹ chẳng chế mà un sầu un kha được un về hai chung cửa chung nhà má con yên đại nếu mà un sầu yên kha mình gì chung một cha ngồi nhà tính thường rồi nên nó hơi thì un măng vui làm đầy ngã ơi hôm nay đi dồn cặp chàng đã thương em mà rồi hãy ngã ơi nhẹ ngã ni un chưa hỏi tuổi anh mình nhà anh xiêu un đi về là nhà anh đã nên nói việc đi anh đi bữa un un yêu đi cả là ngày ngày bên anh rồi anh un thì em ơi phải hỏi bố mẹ kha xem mà cho mà un nó để dùng nhà má răng chẳng hơi nga ơi nga mình đã hỏi bố kha ngày xuống anh lì ngày bữa anh yêu rồi nên un nuôi thế un ai nhát chi chàng được un về là xóm về làng má con yên ơi yên ơi un ông thế là un xuống sân xuống xa un hào về lá dùng quỷ nhà của em rồi dọa un thôi thế un đã thương thật đã thương tha em trong về là đùn về là nhà đó đi chơi cùng hải anh ơi nếu anh dòng về là dũng nhà anh
sư ùn á có kẻ trốn tuông lại thôi nên ùn thôi hậu na ni mà chưa chào mà chưa chôn hôm nay con bờ chất đùm hoa hồn má con yên à rơi hải yên à chưa bỏ ba un kèn tròn nung tinh yên à nó xuống un un mình à ô ua ní dọa un à hơi chẳng lòng à có trắng siêu cỡ là con nước nam chẳng á siêu người dọn người á xình ra ùn nó hơi hát lòng à có thiếu mà cỡ khoan nước nam ùn nó thời anh doan má anh sinh à rồi hải anh à nếu à ùn à xuống anh sật à anh cha quyết tâm anh lê à ùn là ba tuông lại đã nành nó ơi hà ùn à đi đa bồn phương lơi chưa có ngày má đẹp tuyệt vời má như anh à ơi hải anh à ơi cảm ơn lối trời à chúc chào hà say anh à đón dòng vào bên à tìm rồi nên ún à ún à đi thấy đẹp mà thấy xinh trò tên này nó riêng anh à thường à rồi hải anh à ún à thương nói giờ à nói à giang à nói á thật em má măng á thường ra dùa ùn hà ùn à ni nói á thật đỡ chăng ùn à chăng hà nói rồi mà thường à lại à chăng chỉ à lo à un có bạn à tình mà em về là dùng gia đình bao chỉ ra nên nó hơi ùn à ní chưa bàn mà chưa tin ùn ní à cho an an mô mình em à thương à rồi hải em à bỏ à ùn à nói riêng à số cha nông anh đi mần à ùn hà cũng bớt quả đã do ùn thôi hà ùn à đi măng ấm mà măng êm mà ùn ý à thì mà nên chàng mà đã lộ à rơi hải anh à ơi bây à giờ mình tình à bạn cùng à bê à đi lên đi à chuồng mình rồi có nhau đã nên ùn thôi hà còn à răng à chi à nửa đèn à hơi à đồi hà
kết hơ bàn đường đời má bên nhau đã giỏi ngã hôm nay về đất về la mương lệnh đành nhà nội có người xuống ngàn nông giữa ôn hôi hạ ôn lên kia đây thì nó hát anh tập mang làm kỷ niệm cho nó đỡ trang từ này mã ngược bỏ lang đưa theo em à ư hải em nếu à ôn xuống nhật xuống nhi anh về bình á hẻm mà anh thì đi trời đã nành nó nhưng mường ún đi mường rột mường đô lình đô thuộc ở trong đô la mà nó thân ư giỏi nga ư cơm à nu à cú bơ la hồi à tinh cơm à nu lại á làm anh trứng cháy quả rồi nên uốn hôi thế à là mẹ nga vượt mà cho liêu đừng mình mà đi khơm về chiều má bên nhau à đã giỏi nga bây à dù mình đã quen thôi nói kể vượt đã chẳng vượt liễu ở rừng đã nên uốn thôi em à đi quen uốn à bữa đâu dù sao chẳng nữa mình đều vượt qua đã nên nó hơi còn rằng chia nửa em ơi có chi khó khó mình vượt cho liều má bên nhau với giờ em ơi có em có ùn mình hay ăn cơm ông ta ca em mình mắng ưa rồi nên nó hơi chợ ùn ai mơ rì đỡ chàng ùn mơ mà chúng ở cửa chung nhà má bên nhau à hãy nga em à mình à mơ thì bụng à muốn điều đi chung à kha chung đường về uốn tường đã nên uốn thôi mở chi una an mà chúng nhà chúng cha mà chúng mẹ chúng ta má em thơ giỏi nga em à mê mưa chín mưa điều ăn chung là điều năm chung đoàn rồi nên uốn thôi nếu mà uốn ăn chung ở nhà ăn cơm mà chúng bà trôn và má cho em ơi em ơi
muôn về ta hoài bồ mê kha có cho xây dựng cửa nhà răng chẳng ra nên ôn hôi ngã khi đi mê dàn đâu na rơi ao mày đi dùng cặp chàng đi về theo rơi ấy ngã ôn thương ôn buồn yêu nếu mà bố mẹ ở chiếu lòng còn ra nên ôn hôi nếu mà bố mẹ ở chiếu đi ôn y một nhớ quyết hà liêu mà cũng nghe ngã ơ hãy ngã nếu à mà nếu à mà bố à mẹ ô à chiêu đừng có trăm là liêu mà là chỉ là nền ôn nếu mà bố mẹ ở chiều ôn đi cứ quyết ha một liêu đó theo anh ở hải anh ơi cam mà ôn ôn quyết ôn liêu xèo anh đi cơm vì là chiều anh ôn đã nành nó những anh thương lệ ôn con đợi ôn chúng ở đợt chúng đông đưa la ăn cũng hay hay hẹn thương thương ùn đã hay nếu mà bố mẹ nó má thương rồi nên nó ùn đừng nhắm quyết dặm liêu đưa cho bố mẹ nó quyết nó chiếu lòng còn đã nành nó ơi thì đôi mẹ cứ một quyết là liêu thì bố mân mẹ y phải chiếu cho con giờ em hơi bây giờ yến ùn thuộc em rằng em yến bố mẹ chọt lón quê hương đã nành nó hơi thì ôn tí em chàng nếu em thương an ôn nắng thì về theo là em hay em xuống xuống ôn thôi nắng em có ùn nắng bắn trùng rồi nên nó hơi nếu ùn về theo bàn anh ở chàng thì anh đừng bấy cho mà bằng mèo mà thương em cũng hay mẹ bố nhà anh đã khá anh ngăn khi đun lèo bù nhá cho em rồi nên nó hơi thì mê mơ đi chờ mơ nó mơ em có bộ bú đun chằm nhá
cho hà rồi rồi em à mình chỉ hào hỏi bù nhát linh cò chuông con đã sật nửa con đã giọng năm về lá chuối vui à mày un ơi hà un à ní đã bảo mày ngã rơi bồ mê đã nhọt nó chỉ cho chàng mà đã lùa rơi hãy ngã ơi cảm ơn bố mẹ đã khá cho con kiệt đã dựng gia đình lắm năm đã bố mẹ hôi cho con bé hùn huế nang là ăn trùng chùa trùng đang mình điều sinh còn đã nành uốn hơi nếu em ơi nhất chỉ mà thương nàng đượn mà đi chờ được khăm mà đô về là theo đại em mến hỏi bố mẹ ca ùn xuồng em á lê về nhà đô đi chơi đã nành nó thì em á về là cho na lê ngày lên nga giòn chai rào hút lăng về nhà má đi chơi vui hãy nga ơi em nga về là bố mẹ khá khá đưa em coi mình đưa má đi lên ra nền uốn hãy nga ơi chẳng phải lo lắng chi nông mồ chài ra hốt lắng em cửa về mà đi chơi hãy nga nga lo em hỏi ủn tình dù sao đi dùng phải dọn nóm dọn chỉ ra nền nó em ơi chẳng phải mà nóm qua em ơi cứ để nó dùng cây nhà ôn hạ yêu với hải nga ơi nga mến lo lắm hội nàng chỉ lo ôn hộp hò hãng đến trời ra nền nói em ơi đứng cò phải lo em ơi ủng chí đang mổ vò rau chùa thôi hãy em hơi cà mà ủng xuống sật xuống xa bao nhiêu em vẫn em má ý lo rồi nên nó hơi thần un chẳng đáng già chỉ mà phải lo thần un chỉ đang mổ cho ca còn thôi hãy em hay un răng em nhân chỉ hỏi tình đàn chi xảy ra dựng gia đình mối quê rồi nên nói
Ê Nga ơi, cứ bố ùn ở mương hơ nó, đỡ ùn ba nhà cùi, bánh bò đỡ đi theo với hãy anh hơi. Ê Nga ơi, hỏi ùn hỏi tình mương mình, sạch cả cuối anh mình phải lo rồi nình nó hơi. Đừng lo chiến rì em ơi, có chỉ đã có ủn đi đã lò rồi hãy em hơi. Dù ép nhiều an hối tình em đi xin lá lung xin láng mướn em rồi nình nó hơi. Anh à ơi, đừng có mà lo, anh cứ về lỡ đùn, về lỡ nhà đôi em lo thôi, hãy em anh hơi. Quyết tâm, quyết tâm, anh xin lùng, rồi xin làng. Đưa anh xin tương nàng quê là dù rồi này ôn ơi chẳng lo chiên rì đây quê là nhà kia đây nhà quê đây rồi ha cứ bốn năm một phút thôi phải lo năm mươi thôi ơi nga bây à vô tình á vừa tình trông đưa mình chúng đất chúng đông là anh đã dừa un thế un ru chớ ao mặt lòng ở giang đi theo mà em ở bàn về nhà đã quay ngã ơi ngã cam un un xuồng dần xuống xa đường rụt nhau lòng nhà theo hình ra dùa ôn con chín phía bà cây mệt lòng ở nhà còn theo hình kể ngã bàn về đàng mà nơi xa đại ngày ni ùn ùt nhớ lại lòng nhà bao nhiêu cũng việc để mà ùn lò cũng ngày ùn ơi cảm ơn ún đã xin nhà theo em về lá ngõ của nhà muốn em đã ún nó ún là về lá ngõ đùn ngõ nhà ngõ quê ngõ quan ngõ nhà mướn em rồi nình nó hơi thì em hà ơi đi lược với trang đựng hà cọt bược đàng hoàng đỡ đi khẩu với hải anh ơi bày vô hết đây chưa lại hết vô đây chưa lại hết vô đây chưa lại hát chim hài nữa con móc hết rồi là con mời mua phút đấy ở mặt anh khi nào lại mới xui rồi bày vô đàng
quyết rồi đi xèo un đờ ma biết là quỷ ra nên nó ôi thì em cứ đi lược với ở trang un đi cọt bừa cơ đàng hoàng đỡ đi khâu với hải nga vào tháng năm nửa bình quyên un yêu đi luộc ến lên đi khâu rối nề nga un ơi bởi giờ un có bơ ảo rồi ở trang đường chọn nó bị theo trang đỡ về quê rồi nề nghe nga bây giờ cấm màu un hay đồ xin mùa mê đồ ma về bên rồi nên nó tị un cấm nòn đôi đầu khăn lâu bịt nớt lục theo trang đối với là trà rồi hãy anh hay đi cửa cài cửa quan chân anh chân un bược nhoan mô bình giờ anh hơi thế là thế là ba xin phép mà chôn ni đưa mình đi dọn gia đình an quê cuối này un ơi thì anh ơi bước tiếp vậy ở cha đi lại đó ý. Đổi đi lại đó đi hãy tiến nó đuổi á bước đàng hoàng đã mà đi với giờ anh ơi anh xin cái bàn cái bê cái quê cái quan chồn đi đôi anh đi ra nên nó chín phẹp mà bó lùng mê lang được quan mà theo bà nên chàng đỡ về xa là ngày đi em xin chôn nhà nội quê hương ở đất ở mương quê hà đà nên nó khẽ đi mà đời un công được đi kịp gia lông má bước chân không hãy nga ơi anh đua thôi bỏ nó mà nó làm sao vậy không xuôi anh nào cứ đỡ vậy khi mình thắt lô đến này giờ thôi nhá rồi thôi vậy anh là nhỏ nhỏ ra thôi mà khai thảo gần vào một phút đấy thế à là anh là mình đi đưa mình điều xảy ra dùng gia đình âm em thôi nên nó thì amen tên vợ tên chồng từ này mà ngược hai trùng đông bon chằm giờ em hơi vậy mượn em nó thể tình đi ơi
Vì là đất vì mương anh đều là ăn rồi nên nó ăn thôi vẫn đi đến lên mày vẫn quay ăn thôi mẹ ùn à ơi à về đất về là mương chầm cả ngó cùi mình là y đều ăn rồi nên nó hơi ê thôi vậy nó lát mới đi khánh đi nó vẫn quay nói quay này cầm lại ơi ngay một tí ngay một tí đá mít cho nhà chú quay con dọn đi khoát thiệt mà hát được bốn bốn